Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Trường Lăng Hách công khai vợ yêu, là ai mà được khen đẹp hơn cả Bạch Lộc? Thuyền Trường Lăng Hách Bạch Lộc chìm đuối sao? Trường Lăng Hách được biết đến là nam thần tài sắc của màn ảnh nhỏ xứ Trung, nam diễn viên dính tin đồn phim dạ tình thật với Bạch Lộc. Sau màn kết hợp ăn ý trong dự án của Trang Đình Đám Ninh An Như Mộng, phim phá mốc 3 triệu lượt đặt xem trước và được xem là đối thủ nặng ký trên đường đua phim ảnh cuối năm nay. Giữa lúc người người nhà nhà đang ngóng chờ Ninh An Như Mộng, Trường Lăng Hách bất ngờ yêu đương với một mỹ nhân đình đám xứ Bít. Cụ thể, truyền thông Trung Quốc đưa tin Trường Lăng Hách tham gia lễ khai máy phim Tứ Hải Trọng Minh. Ở dự án của Trang này, bạn trai Bạch Lộc sẽ nên duyên với đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cạnh Điểm. Theo các hình ảnh được leak ra từ đoàn phim, tạo hình của cặp đôi được khen vì sự bắt mắt. Đặc biệt, tổ hợp visual giữa Cạnh Điểm và Trường Lăng Hách cũng khiến khán giả đứng ngồi không yên. Bên cạnh đó, màn phản ứng hóa học của cặp đôi thông qua bức ảnh chụp chung hiếm hoi cũng nhận về đánh giá tích cực. Chính các diễn đàn bàn luận phim, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào dự án Tứ Hải Trọng Minh khi phim đang quy tụ những cái tên bạo chứng diễn xuất, nhan sắc của Cbiz. Ngoài ra, Cạnh Điểm cũng được đặt lên bàn cân so sánh với Bạch Lộc, bản diện của Trường Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng. Theo đó, nhiều người cho rằng Trường Lăng Hách đẹp đôi với Cạnh Điểm hơn hẳn khi anh đứng cùng Bạch Lộc. Về phần Cạnh Điểm, phim Lạc Du Nguyên do cô và Hứa Khải đóng chính cũng vừa lấy được giấy phép phát sóng, chờ ngày lên sóng. Bên cạnh đó, cô còn có một dự án của Trang khác là Chiếc Trước Phong Lưu kết hợp với chồng cũ Triệu Lệ Diễn, Phùng Thiệu Phong. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.